Thưa quý vị, chiều nay Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tiếp đó, với 96,98% đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.